xin chào tất cả các con hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập bài tập về làm tròn mà cụ thể ở đây là làm tròn tới hàng nghìn nhá làm tròn tới hàng nghìn thế thì cái cách làm ấy nó giống hệt như là cái phần làm tròn tới hàng trăm thầy đã dạy ở video trước đó là gì mình phải đánh dấu mình nhớ cái chữ số hàng nghìn đấy nhớ cái chữ số hàng nghìn xem nó ở chỗ nào trong cái số đó rồi xem chữ số bên cạnh tức là bên phải mà chữ số bên cạnh của hàng nghìn bên phải là chữ số hàng gì? Hàng trăm. Hàng trăm đúng rồi. Nếu chữ số đó lớn hơn 5 thì làm sao? Làm tròn lên. Thì làm tròn lên, tức là mình bỏ chữ số đó. Bỏ hết từ hàng trăm trở đi. Sau cộng hàng nghìn lên một đơn vị. Thay bằng số 0 mấy số 0 là? Đúng rồi, bỏ đi nhưng mà phải thay bằng số 0. Thế xong rồi cộng chữ số hàng nghìn lên một đơn vị. Thế còn nếu chữ số đó mà nhỏ hơn 5 thì sao? Bỏ hết các chữ số đó. Thì làm tròn xuống. Bỏ hết các chữ số từ hàng trăm trở đi. Thay bằng số 0. Thay bằng số không. thế là sao? mà làm sao làm tròn tới hàng nghìn tức là nó phải chẵn gì? Chẵn Chẵn gì? Chẵn chục à? Chẵn nghìn. À chẵn nghìn đúng rồi, tức là nó phải chẵn nghìn. Chẵn nghìn thì ta thấy giống như cái quá trình ở ngoài đời ta sinh sống thì lúc nào mà ta cần làm chẵn nghìn ấy nhỉ? Lúc nào? Đúng rồi, lúc mà ta đi chợ. Đi chợ thì ta hay làm chẵn nghìn, đúng chưa? Ví dụ mình vào siêu thị người ta tính máy bấm máy tính một lúc ra kết quả số tiền là số tiền là đây, số tiền là ví dụ 32.750 đồng Đấy Cô ấy bảo là ờ, của cháu hết 32.750 đồng Thế thì bây giờ cháu không có 750 đồng đúng không Nó bị lẻ rồi cháu chỉ có 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Bây giờ làm tròn tới hàng nghìn Thì làm gì Thì số 7 Đánh dấu chữ số hàng nghìn Đâu hàng nghìn đâu số 2. À hàng nghìn số là số 2 Thế gì Bắt đầu mình xem chữ số bên cạnh Là chữ số hàng trăm là số 7, số 7. Số 7 thì? Số 7 thì... Lớn hơn 5 Lớn hơn 5 Vậy thì làm tròn lên, lên hay làm lên. tròn làm tròn lên đúng rồi làm tròn lên thì 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 bỏ số 7 đi tất cả số sau cho thành số 0 cho thành số 0 3 số 0 nhưng mà sao 32 thì thành 33. À, 3, 2, 3, 3, à 7 lên. thì lớn hơn 5 làm tròn lên thì nó phải biến ra cái số là bỏ đi thay bằng 3 số 0 xong tăng cái này lên một đơn vị vậy thành 33 không 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 đọc là 33.000 33, .000. 33 .000. Như vậy nếu mình vào siêu thị mình mua một món hàng gì đấy Hết 32.750 đồng Thì mình sẽ đưa cho người ta là 33.000 Làm tròn lên một tí Tại vì 750 đồng nó gần 1.000 rồi mà Đúng không? Mình đưa cho người ta 33.000 Thế nếu mình đưa cho người ta 35.000 Thì người ta sẽ Trả lại mình 2.000 Trả lại mình 2.000 Có nghĩa là như thế Mình làm tròn để mình tính toán với nhau trong đời sống cho nó dễ Chứ lẻ như thế này thì ai mà trả tiền được đúng không nào? Rồi tiếp tục, ví dụ mình mua hết 147.280 đồng lúc vào siêu thị Thì bây giờ làm tròn ra cái gì? Ừ, bây giờ chữ số hàng nghìn là số 7 Chữ số hàng nghìn là số 7 Chữ số bên cạnh là số 2 nhỏ hơn 5 Chữ số bên cạnh là số 2 nhỏ hơn 5 Làm tròn xuống Làm tròn xuống Thì giữ nguyên 147 Giữ nguyên 147 Không, không, không. Bỏ đi, thay bằng số 0 Năm cho xuống mà bớt đi Thì là 147.000 Thế thôi Đấy Ví dụ vào siêu thị bảo Còn có 280 đồng ấy, Thôi cô cho cháu Thế là cô làm tròn xuống thành 147.000 Ừ được rồi đưa cho cô 147.000 là ok Đúng không Đấy Thế ví dụ như là Số 1 7 5 3 5 0 0 Thì sao Số 3 là số 1 chữ ba à số 3 là chữ số hàng nghìn rồi để kết quả đây cho các bạn các bạn tự làm rồi viết xuống phần bình luận cho thầy xem nhá